Xin chào quý vị và các bạn, xin chào toàn thể bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio. Ngày hôm nay thì em Nam sẽ lên sóng để test chất âm của ba cặp loa JBL MRX 515. Ba cặp loa này thì em Nam sẽ gửi cho một vị khách hàng của em Nam tới từ tỉnh Quảng Ninh. Đó. Và anh cũng đã chuyển khoản đầy đủ 100% tiền cho em Nam rồi. Và bây giờ em Nam sẽ test trên con lab Ruben FB10Q dòng 4 kênh date năm 2019. Hàng xài lướt siêu đẹp, còn hộp xốp ở kia. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cái hộp xốp em Nam đặt ở vị trí kia. Và em Nam còn một cặp súp khủng nhất trong dòng từ trường củ 2242 HPL. Đấy, siêu đẹp luôn, lai lưu, còn hộp xốp luôn. Đấy, cặp này thì em Nam sẽ để cho các bác một cái giá không tưởng. Đấy, bình thường thì các bác sẽ phải mua những cái cặp này thì khoảng độ tầm 30 triệu một quả, là 60 triệu một cặp. Thì ngày hôm nay em Nam sẽ bán cho các bác đó là 52 triệu một cặp. Đó, 26 triệu một quả. Các bác mua lẻ cũng được mà các bác mua cả cũng ok. Đấy, bởi vì những cái dòng STX800 hay là 818S này thì bây giờ cũng rất là ít trên thị trường rồi. Ngày trước thì còn có nhiều nhưng mà giá thành thì cũng không hề rẻ một chút nào. Cũng tận tới 60 triệu một cặp cơ. Bây giờ thì em Nam còn một cặp duy nhất thì tri ân cho các bác cuối năm giá 52 triệu. Còn hộp xốp, lai lưu còn hộp xốp. Các bác quan tâm thì alo cho em Nam nhé. Để em Nam gửi lốt cho các bác trong cái dịp cuối năm này, không là sợ không kịp nữa rồi. Đấy, và bây giờ trở lại với chương trình thì em Nam sẽ test chất âm của ba cặp loa MRX 515 đời USA củ to để đóng gói gửi cho khách hàng của em Nam nhé. Và sau đây mời các bác cùng trải nghiệm trên ba cặp loa MRX 515. Em Nam sẽ test từng cặp một để các bác cùng thưởng thức nhá. Bye.
Vừa rồi đó là ca khúc Ngày Xuân Long Phụng Sung Vầy. Em Nam test trên 3 cặp loa MRX515, hàng củ to made in USA. Và bây giờ em Nam xin phép kết thúc video ở đây để đóng gói sản phẩm này gửi cho khách hàng của em Nam để có thể nhận sớm chơi trong cái dịp Tết này. Và xin chân thành cảm ơn anh cũng như là toàn thể bác đã luôn theo dõi, đồng hành, tin tưởng Hoàng Nam Audio. Đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh để em Nam tiếp tục mang những sản phẩm chất lượng cao về phục vụ cho toàn thể các bác. Và còn một cặp súp nữa, đó là STX818S, hàng lai lưu, còn phùng xốp, hàng siêu đẹp và không có bị cấn móp xước xát gì cả. Đời củ to 2242HPL, khủng nhất của dòng từ trường của JBL, đang bán cho các bác tri ân giá 52 triệu một cặp. Các bác quan tâm liên hệ trực tiếp cho em Nam để sở hữu sớm để chúng ta có thể chơi trong dịp Tết này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.